Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 4, 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gồm có IV News, Tiếng Nói Cử Tri và bản tin phân tích thời sự Hoa Kỳ. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi IV News về coronavirus. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi Tiếng Nói Cử Tri với Jackie Bồng. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Thấy bệnh dịch COVID giảm xuống và có thể kiểm soát được, vì số bệnh nhân vào bệnh viện hàng ngày không còn vọt cao như trước, nên Tổng thống Trump ra lệnh bình thường hóa thương mại để phát triển kinh tế. Tổng thống bỏ lệnh hạn chế đi lại và đưa ra 3 giai đoạn cách khoảng 2 tuần để đánh giá kết quả của từng giai đoạn. Trước nhất, Tổng thống muốn mở cửa các nhà hàng và cơ quan thể dục thể thao, sân chơi bowling. Thứ nhì là mở cửa trường học và công viên. Thứ ba là mở cửa tiệm hớt tóc và tiệm nail, tiệm đấm bóp và các nhà hát. Ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế tòa Bạch Ốc, cho là sức mạnh của virus sẽ giảm một cách đáng kể, có thể làm thẳng đường cong số người bị nhiễm. Thống đốc của các tiểu bang Texas, Florida, Georgia, South Carolina và Wisconsin đồng ý kêu gọi dân chúng ra đường như thường lệ, nhưng phải thận trọng. Vì số bệnh nhân tại Hoa Kỳ vẫn còn cao lên đến hơn 850.000 với 49.000 ca tử vong, nên phần đông các thống đốc khác còn dè dặt và lo ngại. Họ kêu gọi Tổng thống cung cấp đầy đủ 30 triệu kit xét nghiệm test mỗi tuần cho tất cả người đi ra đường, có bệnh hay không bệnh, để ngăn ngừa bệnh tái nhiễm nhiều hơn sau khi mở cửa kinh tế. Cho đến giữa tháng 4 đã có 22 triệu người xin tiền thất nghiệp và một tuần sau đã lên đến 25 triệu người rồi. Vì thế, Thượng viện thông qua vào ngày 21 tháng 4 thêm một dự luật kích thích 484 tỷ Mỹ Kim tài trợ cho các cơ quan doanh nghiệp nhỏ trong chương trình PPP, Paycheck Protection Program, và để yểm trợ bệnh viện thực hiện các cuộc thử nghiệm. Dự luật sẽ gửi xuống Hạ viện, mong họ thông qua sớm cho Tổng thống ký thành luật. Nhiều quốc gia bên Âu Châu cũng bắt đầu chấm dứt phong tỏa từng giai đoạn vì họ sợ kéo theo sự suy thoái kinh tế trên toàn cầu. Tổng thống tuyên bố trong ngày 22 tháng 4 là đời sống dân chúng sẽ trở lại bình thường sau khi mở cửa kinh tế trở lại trong đầu tháng 5. Tuy nhiên, bác sĩ Robert Redfield, Giám đốc Cơ quan Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ CDC và bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, cảnh báo là có nguy cơ rất cao nếu sinh hoạt trở lại bình thường quá sớm vào ngày 1 tháng 5. Cử tri không thể bó buộc mình bị cô lập trong nhà hoài được. Nhưng khi ra đường thì nên cẩn thận, có nhiều biện pháp đeo khẩu trang và cách ly để không đem sự nguy hiểm cho bản thân và cho người khác. Jackie Bồng xin kính chào quý vị.